Trong khi thị trường chứng khoán có những biến động dữ dội thì cổ phiếu công ty nông nghiệp Bầu Đức lại gây bất ngờ khi tăng giá rất mạnh, và là phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp. Có vẻ như thời gian này là thời của cổ phiếu nhỏ, hàng loạt mã penny tăng giá trong khi những cổ phiếu lớn bị chốt lời rất mạnh, biến động liên tục. Anh Nguyễn Trọng Hiếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, một nhà đầu tư cá nhân cho biết khi được hỏi về những biến động của thị trường chứng khoán gần đây, có tiền không mua được cổ phiếu công ty Bầu Đức. Ảnh Vietnameter trái với diễn biến trồi sụt của thị trường chứng khoán những phiên gần đây, bộ đôi cổ phiếu nơi ông Đoàn Nguyên Đức, Bầu Đức, làm chủ tịch gồm CTCP Hoàng Anh Gia Lai, HEC và CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, ESG, lại tăng giá liên tục, đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, ngày 8 tháng 3, trong khi cổ phiếu SAG đã giảm nhẹ 1,1% về mức 6.910 đồng trên cổ phiếu sau 5 phiên tăng liên tiếp, thì SNG lại ghi nhận phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp. Theo đó, SNG hiện được giao dịch với giá 7.970 đồng trên cổ phiếu, tăng tới 30% so với cuối tháng 2. Đáng chú ý, những phiên gần đây, cả SAG và SNG đều là những cổ phiếu dẫn đầu thị trường về thanh khoản. Trong 3 phiên gần nhất, tổng cộng gần 30 triệu cổ phiếu SAG đã được khớp lệnh, trong khi số lượng của SNG cũng lên tới hàng chục triệu. Riêng phiên hôm nay, có hơn 14 triệu cổ phiếu SNG được mua bán. Ảnh, thậm chí, nhà đầu tư hiện không thể mua được cổ phiếu SNG, dù có đặt giá trần do đa trắng bên bán và dư mua gần 700.000 đơn vị. Ngày hôm qua, cổ phiếu này cũng dư mua tới 4 triệu đơn vị, đặt giá trần ngay từ đầu phiên sáng nhưng đến chiều vẫn chưa thể khớp lệnh. Chiều hôm trước tôi cũng đặt mua giá trần nhưng không mua được, anh Hiếu chia sẻ. Nhà đầu tư cá nhân này cho rằng đang có thông tin lợi nhuận vượt chỉ tiêu và SAGL Agrico đang chờ hoàn tất thủ tục kiểm toán. Việc công ty đã chào bán thành công cổ phiếu để hoán đổi nợ chính là giá đỡ cho cổ phiếu tăng trưởng gần đây. Dòng tiền dồn vào các cổ phiếu mạnh giá nhỏ, không chỉ cổ phiếu công ty Bầu Đức mà nhiều cổ phiếu nhỏ khác gần đây cũng có thanh khoản tăng mạnh, như FLC tăng 5.910 đồng trên cổ phiếu trong 2 phiên gần nhất, có tới 36 triệu cổ phiếu khớp lệnh. Cổ phiếu KLF cũng tăng 2.600 đồng và khớp lệnh hơn 10 triệu đơn vị, hay SQC tăng 2.380 đồng và cũng có hơn 24 triệu cổ phiếu giao dịch chỉ trong 3 phiên gần nhất trao đổi với Đinh VN. Chuyên gia kinh tế Bùi Quang Tín cho biết thời gian vừa qua, các cổ phiếu blue chip đã tăng rất nóng nên đây là thời điểm để điều chỉnh và phân hóa. Điều chỉnh là khi giá lên cao quá thì đây là lúc chốt lời, còn phân hóa là trong các nhóm, cổ phiếu nào thật sự tốt sẽ tăng lên tiếp, còn cổ phiếu nào không thật sự tốt sẽ sập sình, thậm chí giảm xuống nếu có thông tin xấu, ông Tín nhận định. Chuyên gia cũng cho biết, những điều chỉnh của thị trường gần đây có liên quan đến các cổ phiếu nhỏ, do thời gian qua nhóm cổ phiếu này gần như đứng bên lề thị trường. Tuy vẫn bám sát theo đà tăng của chỉ số chứng khoán nhưng dường như đà tăng trưởng rất chậm. Ở góc độ nhà đầu tư cũng như đầu cơ, họ sẽ nhắm vào các cổ phiếu chưa có đà tăng trưởng nhiều thời gian qua. Khi blue chip đã giảm đà tăng rồi thì sẽ là lúc nhắm vào các cổ phiếu nhỏ lẻ, vì vẫn còn room để tăng lên. Ông Tín nói thêm, trường hợp của những cổ phiếu thị giá nhỏ như SAG, SNG hay những cổ phiếu họ FLC, SQC cũng nằm trong trường hợp này. Theo ông Tín, đây là lúc nhà đầu tư cần phải chuyên nghiệp và thông minh, phân tích dựa vào các báo cáo tài chính, số liệu thực để đầu tư mới có thể chiến thắng. Vì hiện nay là giai đoạn rất khó khăn của các nhà đầu tư, nếu không chuyên nghiệp thì sẽ thua lỗ trong danh mục đầu tư của mình. Nói thêm về thị trường chứng khoán, ông Tín cho biết VN Index cũng như HNX Index đang ở vùng đỉnh của 10 năm, kéo dài từ trước Tết và cho tới tận bây giờ vẫn sập sình. Điều mà thị trường mong đợi chính là kết quả của kỳ họp SI thường niên vào tháng 3, 4 tới đây sẽ là cú hích cho thị trường. Từ chỉ số chứng khoán chỉ 600-700 hồi giữa năm 2017 tăng lên 800,900 rồi 1.000 điểm như thời gian qua rất đơn giản, nhưng hiện tại đã ở ngưỡng 1.120 điểm để thị trường chứng khoán có thể tăng 1 điểm đã là điều rất khó khăn, ông Tín chia sẻ.
theo Dinh.